Mới đây thì ekip Trong Thế Giới Xe đã vừa có cơ hội được trải nghiệm thực tế mẫu wagon gầm cao đến từ gia đình Subaru, chiếc Outback trên cung đường Thành phố Hồ Chí Minh Vũng Tàu. Và có thể nói rằng Outback đã mang đến cho chúng tôi những cảm giác lái gần như là tốt nhất trong phân khúc tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, tốt như thế nào thì Phương Uyên xin được mời quý vị sẽ cùng đến với phóng sự ngay sau đây cùng một khách mời vô cùng đặc biệt. Thấm thoát thì một mùa hè nữa lại đến. Quý vị đã có kế hoạch gì cho hè này chưa? Nếu chưa, mời quý vị hãy cùng theo dõi hành trình của chúng tôi hôm nay nhé. Hy vọng chuyến đi này sẽ mang lại cảm hứng cho quý vị trong những ngày hè sắp tới, với biển xanh, nắng vàng và làn gió mát lành xua tan những ngày nắng nóng. Đồng hành cùng chúng tôi trong chuyến đi này là một dòng xe đến từ xứ sở Anh Đào, chiếc Subaru Outback. Xuất phát tại Thành phố Hồ Chí Minh, xe chúng tôi tiến về Vũng Tàu theo hướng Phà Cát Lái. Thời tiết sáng nay trong xanh với nắng vàng như thêm phần ủng hộ cho cuộc hành trình này. Trước khi đến với phố biển Vũng Tàu, chúng tôi quyết định tiến vào làng bè Long Sơn để ngắm nhìn vẻ đẹp của một ngôi làng biển yên bình, hòa mình vào lối sống chân chất, giản dị của ngư dân nơi đây. Đến chiều, khi anh chàng Outback lăn bánh đến Vũng Tàu, thì bầu trời cũng đã ngả sang màu hoàng hôn. Chúng tôi chọn Malibu Hotel làm nơi để nghỉ đêm. Thật tuyệt vời khi sau một ngày dài di chuyển và trải nghiệm, thì được ngả lưng và ngủ một giấc thật sâu tại một trong những khách sạn đẹp nhất Vũng Tàu. Ánh bình minh của thành phố biển đánh thức chúng tôi bằng những tia nắng kiêu kỳ rực rỡ. Một ngày mới lại bắt đầu, và bây giờ việc cần làm tiếp theo là tiếp tục vi vu với người bạn đồng hành Outback. Buổi sáng với đầy nắng gió như thế này thì thú vị nhất chính là di chuyển lên núi ngắm nhìn toàn cảnh thành phố. Việc đánh lái qua các con dốc hay đổ xuống các đoạn đèo dường như không làm khó được Outback. Với việc được trang bị động cơ Boxer 4 xi lanh 2.5 lít, sản sinh một sức mạnh lên đến 175 mã lực, các cung đường đèo như thế này không thể cản bước đứa con cưng của gia đình Subaru. Ngoài ra, khi xuống dốc, với việc được trang bị hệ thống phanh ABS, hệ thống X-Mode hỗ trợ xuống hay lên dốc, và hơn hết là hệ thống EyeSight, một trong những công nghệ làm nên tên tuổi của hãng, chúng tôi cảm thấy rất yên tâm khi ngồi bên trong cabin xe. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với chương trình Trong Thế Giới Xe. Và ngày hôm nay thì trong cái chuyến hành trình đến với thành phố biển Vũng Tàu, tôi rất là hân hạnh được giới thiệu đến quý vị và các bạn một thành viên của gia đình Subaru, đó chính là chiếc Subaru Outback. Nhìn từ phía bên ngoài thôi, chúng ta cũng có thể thấy là bề ngoài của chiếc Subaru Outback này khá là ấn tượng. Thật sự nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác nó rất là cứng cáp và mạnh mẽ. Đây là cái chiếc đèn sương mù halogen. Một cái đèn nữa mà chúng ta cũng tạo được ngay cái sự thu hút với người nhìn ngay lập tức, đó là đèn LED dùng để chạy ban ngày. Và cái thiết kế của cái đèn LED này nhìn rất là sắc sảo ha. Nhìn từ xa thì chúng ta có cảm giác là hai cái đèn này phối hợp là nó giống như là một cái đôi mắt mà trông rất là có hồn. Và lướt qua chút xíu chúng ta thấy cái lưới tản nhiệt, cái hình lục giác này, cảm giác mọi người nhìn thấy nó giống như là một cái mề đay. Chính vì vậy nó tạo cho mặt trước của chiếc Subaru Outback nhìn trông rất là cứng cáp, mạnh mẽ. Và ngay cái trung tâm thì có cái logo. Đây chính là một trong những cái điểm thu hút mọi ánh nhìn, đó là logo của chiếc Subaru, rất là ấn tượng với các ngôi sao. Nhìn là cái thân xe của Subaru, cảm giác chúng ta có cảm giác là cái thân xe của Subaru nó khá dài nhưng mà nó cũng là khá là đơn giản. Tuy nhiên cái điểm gây chú ý chính là hai cái thanh ba ga trên mui. Hai thanh ba ga này sẽ giữ cho hàng hóa chúng ta không bị rơi xuống khỏi xe. Nhưng một cái điểm nữa trong thiết kế đó chính là hai cái thanh ba ga này tạo cho chiếc Subaru Outback này nó tăng thêm tính thể thao. Và cái nét thể thao này một lần nữa sẽ được củng cố ở phần phía sau đuôi nè. Và phần sau đuôi đây là cánh gió khí đồng học. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì tôi đang ngồi trong khoang cabin của chiếc Subaru Outback. Điều đang nói đầu tiên chính là chiếc Subaru Outback này sở hữu một cái tầm nhìn rất là rộng. Và cái điều thứ hai nữa là hầu hết các tác vụ điều khiển
được phân chia theo cụm, bao gồm là một cái màn hình giải trí đa chức năng 8 inch, một cái dàn loa Harman nghe nhạc siêu phê luôn, và còn có cả hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, và kết nối Bluetooth cũng giúp cho các bạn sẽ điều khiển điện thoại dễ dàng hơn và không phải quá lo lắng trong lúc mà mình đang điều khiển xe. Dàn ghế và vô lăng thì bọc da cao cấp, và còn có các cái chi tiết khác cũng được chế tác từ các vật liệu rất là cao cấp. Đây quý vị có thể nhìn thấy. Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta cùng xem hàng ghế phía sau có gì đặc biệt nhé. Và nếu như quý vị và các bạn đã và đang sở hữu chiếc Subaru Outback, hay là thậm chí là quý vị và các bạn đã từng ngồi ở hàng ghế phía sau của chiếc Subaru Outback này, thì tôi tin chắc rằng tất cả quý vị và các bạn cũng có cùng một cảm giác như tôi. Đó là cảm thấy vô cùng sảng khoái, thoải mái. Bởi vì cái hàng ghế sau thì nó khoảng cách nó rất là rộng. Mọi người có thể nhìn thấy là chân của tôi duỗi ra rất là thoải mái, rất là dư dả. Rồi không gian thì rộng thoáng, hàng ghế thì bọc da. Còn ngoài ra chúng ta còn có cái cửa sổ trời nữa, để chúng ta chạy vào buổi chiều hoặc buổi sáng sớm mà trời không quá nắng, mình mở cửa sổ trời ra chút xíu, nó lấy thêm ánh sáng trời vào, tạo trong chiếc xe chúng ta vô cùng sáng sủa. Ngoài ra thì ở cái phần đây còn có cái đây, cửa gió điều hòa phía sau nữa. Đó, đây, rất là mát, đây, thoải mái vô cùng. Và chính vì vậy cho nên tất cả các yếu tố này nó sẽ giúp cho chúng ta cái chuyến hành trình dã ngoại chúng ta thêm phần thú vị. Tất cả đã sẵn sàng. Ngoài ra thì còn một cái điểm cộng nữa mà tôi cũng muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, đó là cái hàng ghế phía sau của chiếc Subaru Outback này. Khi một hành trình dài và mỏi lưng thì hoàn toàn chúng ta có thể ngồi, điều chỉnh được ngồi ngã dựa ra sao. Tận hưởng cái cảm giác vô cùng thoải mái, thư giãn, nhắm mắt lim dim chút xíu, nghe nhạc từ dàn loa Harman. Oh wow, một chuyến hành trình cho dù dài đến cách mấy cũng vô cùng thú vị, đúng không quý vị và các bạn? Quý vị và các bạn thân mến, có thể nói là Subaru Outback là một cái dòng xe khá hoàn hảo. Đây là một mẫu xe wagon gầm cao, mang lại khả năng off-road tốt, nhưng đồng thời cũng loại bỏ được diện mạo hình hộp cứng nhắc của các cái dòng xe trước đây, và được thay thế bằng những cái đường cong mềm mại hơn, làm cho chiếc xe chúng ta nhìn nó có dễ cảm giác, nó tròn trịa và dễ chịu hơn nhiều. Bên cạnh đó thì không gian bên trong thì rất thoải mái, cùng với các cái chức năng để hỗ trợ lái và chức năng an toàn. Trừ phi là quý vị và các bạn đang tìm kiếm một cái mẫu xe mà có 3 hàng ghế, chứ còn nếu không, Subaru Outback có thể nói là một cái sự lựa chọn tuyệt vời, có thể thay thế cho SUV Subaru Outback.